là do nấn tầm. Và sau đó nó có lần hai là do không sai gu. Nếu anh nhắn cho em lần ba là anh đang vấn vương. Còn nếu mà có nhắn lần bốn sẽ để I like you. Ba câu đầu đủ làm em đậu như là haiku. Phải lặp lại câu cuối hai lần em mới I like you. Người như em thì chỉ có một, I'm losing my cool. Quay trở về số không còn tim ngừng đập bên Mapu. Em làm tim để mất một nhịp là anh đâm đơn kiện. Nói với em tận lời hàm ý lý do anh thâm miệng. Đoạn này anh đang flow nhanh cho nó mau đó. Bởi vì em chính là nàng xuân anh ở cơm điện. Nếu cần lo là anh đào hoa thì em mới có bao giờ. Hay ở bên cạnh anh baby one more hour. Kim điện đợi tiền vip vip. Gửi bài hát anh viết viết. Để nói cho tình yêu anh ta sẽ nở ra cùng gì. Cho anh xem tay, em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy em là một đêm say. Vì anh như là cân đấu vân của em thì trên mây. Mang hình ảnh anh đang tìm kiếm em như là Google. Kiệt tác không phải là Dudo. Ứng cử bên Juliet thì anh đăng ký cho anh Romeo. Với nụ cười đó thì phải lưu giữ trong vi báo tàng. Cơ sở như vị hào hán và lịch sử thuộc chuyện lão làng. Và bước đến bên em anh không phải đi sai đâu. Bảo vệ em có đêm buồn chán anh thuộc đời G.I. Joe. Anh có một ý là uống hết ly rồi thành lên ban công. Hai đôi môi cũng chặt cho đến khi mai sau. Dù không phải là Peter Pan em làm anh yêu hết lần. Cứ yên tâm là sẽ vui lòng vì tim mình đây có sai. Em chỉ là lý do khiến anh đây rap love. Lý do duy nhất là em sẽ yêu anh ta là hiệu thứ hai. Đi theo em thôi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Sẽ kiếm ai ở đây nếu đặt nụ hôn mình lên môi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Liệu phương trái tim này sẽ không làm hại ta đâu em ơi. Anh đừng đi nói lung tung các ngày. Có trái tim như khỏi lòng ngực và đi theo em thôi. Đi đâu.